Tôi phát hiện ra công ty tôi nhiều tháng liền tiêu tốn tiền cho đội sale và đội marketing nhưng không đem về doanh thu và cũng không truy vết được nguồn khách hàng. Nhưng gần đây vấn đề đấy đã được giải quyết nhờ việc truy vết toàn bộ nguồn khách hàng, doanh số và năng suất của phòng sale và phòng marketing với phần mềm Gapfly CRM. Chỉ với một cú click, tất cả dữ liệu về khách hàng tới từ nhiều nguồn hoặc bán hàng đa kênh đều được đồng bộ trên cùng một nền tảng. Mọi thông tin và dữ liệu của khách hàng từ lúc tiếp cận cho đến khi mua hàng cũng như là quy trình chăm sóc khách hàng trước, trong, sau đều được hệ thống ghi lại đầy đủ. Gapfly CRM hỗ trợ cho nhà quản lý và người bán dễ dàng theo dõi đơn hàng và hành trình khách hàng để lên những kịch bản bán hàng và chăm sóc khách hàng phù hợp. Từ đó giúp tối ưu chi phí marketing và tối đa doanh thu cũng như lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chỉ với vài thao tác, dễ dàng chuyển trạng thái khách hàng theo từng giai đoạn như tiếp cận, khách hàng nóng, tiềm năng, chốt, cũng như tự động set chiến dịch chăm sóc khách hàng thông qua Marketing Automation. Không chỉ vậy, người dùng còn dễ dàng đọc vị các số liệu biết nói ở phần báo cáo khách hàng. Gapfly CRM đã xây dựng hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng tối ưu và thông minh nhất cho hơn 4.500 doanh nghiệp và hơn 200 ngành nghề ở Việt Nam. Bạn nhất định phải dùng Gapfly để giải quyết mọi vấn đề về bán hàng và marketing của doanh nghiệp.